Hôm qua có 3.000 một ký. Hôm qua nay rẻ lắm luôn, rất là ngon, có 3.000 một ký. Hôm qua này mà 3.000 thì à. Hello, xin chào quý vị, ngày mới vẫn xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán rau củ quả thị chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Rau dăm 15.000 một ký, lá dứa 10.000 một ký, húng cây 15.000 một ký, hồ gai 10.000 một ký, cò 8.000 một ký, cà bó xôi 13.000 một ký, cà lách cây Đà Lạt á 15.000 ký, củ quà 3 ký 10.000, hành 15.000 một ký. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường á, thì ở trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps á. Quý vị vào phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức á, thì cái ảnh của chợ sẽ hiện ra. Và bấm vô cái ảnh đó thì ở dưới nó có cái phần chỉ đường đi á, bấm vô cái phần chỉ đường đi thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Củ cây trắng 37.000 ký, củ cây đỏ 10.000 một ký, cà chua có 5.000 một ký. Bông cải hôm nay về chợ rất nhiều luôn nè, có 12.000 một cái bông trà bá luôn. Cái bông này chắc là hơn 1 kg luôn á ha, rất là rẻ luôn. Cái thơm thì 8.000 một trái. Hành tây Đà Lạt 15.000 một ký, dưa leo 13.000 một ký, còn có ve Đà Lạt 13.000 một ký. Ở đây họ bán giá rất là cạnh tranh luôn ha, mỗi chỗ một giá khác nhau á. Một chút xíu nào đua nhau họ giảm giá xuống nữa nha. Đây là khu vực kiosk á, các sạp ở trong chợ trong nhà lồng á nha. Thì khu vực này là chuyên bán xỉ cho các tiểu thương buôn bán lớn á. Thì những tiểu thương buôn bán lớn thì họ mua trong đây nè, mua trong đây thì phải mua một bịch 10 ký á, cho nên họ bán họ không có bán ở dưới nha, có bịch thì 20-30 ký luôn nha. Trong đây là khu vực chợ B, chợ B thì có khoảng 531 sạp, rất là rộng lớn nha, sạp khoảng 12-16 mét á, nhưng mà Phương chỉ đi một khúc thôi nha, không có đi hết được nha, vì chợ rất là lớn luôn. Ở trong đây á, thì họ họp chợ từ lúc 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ nha. Nhưng mà lúc này Phương đi khoảng 9-10 giờ thì cũng có một số sạp họ vẫn còn họp chợ, họ vẫn còn bán, họ bán tới 11 giờ họ đóng cửa ha. Ở trong đây thì họ bán không có bán lẻ từng ký như ở phía ngoài, và họ cũng không có đều giá ha. Cho nên là Phương không có biết giá, không có chia sẻ được với quý vị nha. Củ dền 15.000 ký, củ cà rốt Đà Lạt 17.000 một ký, khoai lang Nhật 22.000 một ký, cà chua 2 ký 15.000, rất là ngon luôn. Đậu cô ve 15.000 một ký. Cà lá son 5.000 một ký. Cải ngồng 2 ký 15.000, cải ngọt 2 ký 15.000, cải xanh 2 ký 15.000, bùn tơi 2 ký 15.000. Hôm nay rau rất là rẻ luôn, rau muống 2 ký 15.000, rau lan 5.000 một ký. Mùa này á, rau củ quả về chợ rất là nhiều cho nên rất rẻ. Dưa leo dưa leo chỗ này thì 17.000 một ký, củ quả có 5.000 một ký. Hành 6.000 một bó này, e 5.000 hai bó. Hành đây rất là rẻ luôn, ớt sừng miền Tây hôm nay có 25.000 một ký, có loại 20 luôn. Mấy lần trước thì là 65.000 một ký, còn 2 tháng trước cà rốt Đà Lạt nó còn đất nè, nó ngon nè, 10.000 ký. Củ gừng nè, củ viền 15.000 một ký, củ năng, củ ngải 30.000 một ký, tiêu xanh 60.000 một ký. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
húng cây 15.000 một ký, húng quế 15.000 một ký, giáp cá 10.000 một ký, giáp cá 8.000 một ký, cà lách cây Đà Lạt, cà lách búp Đà Lạt 10.000 một ký, cà chua 3 ký 20.000 luôn. Bông cải bi 20.000 một ký, ớt chuông 20.000 một ký. Sao rộng 15.000 một ký á. À cần tây chỗ này 10.000 một ký. Ớt ngọt bao nhiêu tiền ký anh? Ớt ngọt á. Trăm 15.000 một ký. Có loại 22.000 một ký, tắt 26.000 một ký luôn. Trời nó dữ à. Bông cải. Bông cải súp lơ trắng 15.000 một bông á, bông này hơn 1 kg luôn ha, rất là rẻ luôn. Cải bố xôi 15.000 một ký. Nước chua 5.000 một ký. Cà lách cô rô 15.000 một ký. Số tím 15.000 một ký. Củ quả hôm nay về chợ rất là nhiều luôn mà giá thì rất là rẻ. Đâu củ quả đua nhau giảm giá luôn ha. Có khổ quả thì có chỗ bán 5.000 một ký, có chỗ bán 3.000 một ký, rất là rẻ, nhiều loại rất là rẻ luôn, có mấy ngàn ký anh. Quý vị nào mà ở Sài Gòn hay ở gần đây á thì mình ghé chợ này mình đi mua rau củ quả về ở đây về mình ăn Tết á, cho rẻ nha. Thì ngày Tết thì ai cũng có nhu cầu đãi tiệc đồ nhiều đó, chất nên đồ nhiều đó, thì mình đi ra đây mình mua số lượng lớn về mình ăn cả tầng hai tầng á, để tủ lạnh nó không có hư ha. Giá ở đây thì rất là rẻ luôn. Ớt sừng miền Tây á, cái này 30.000 một ký, 30.000 là ớt ra chỉ thêm á, ớt sừng 20, đâu có ve Đà Lạt á, 15.000 một ký. Dưa leo bi á, 13.000 một ký, rau bắp 13.000 một ký. Su hào 8.000 một ký, củ gai trắng 6.000 một ký, 10.000 một ký củ gai đỏ. Lù bí đỏ 25.000 một ký. Bông cải trắng này có 5.000 một bông. Loài 8.000 một bông, 10.000 một bông. Hành hương á 10.000 một ký. Cần ngô 10.000 một ký. Hôm qua 5.000 một ký, dưa leo 15.000 một ký, đậu bún 8.000 một ký, đậu bắp 14.000 một ký. Đậu ve, đậu rồng 13.000 một ký. Húng lũi 25.000 một ký, rau gai 10.000 một ký, rau ôm tím 24-15.000, cà pháo 12.000 một ký, húng cây 10.000 một ký, giáp cá 5.000 một ký, rau đắng 10.000 một ký. Thông thường thì những chợ lẻ thì hàng họ hay nói những ngày này ngày Tết rau củ quả lên giá khan hiếm, nhưng mà thực tế ở chợ đầu mối thì lại giảm giá rất là nhiều, tại vì công nhân họ nghỉ về quê ăn Tết nhiều, mà trong khi rau củ quả về chợ rất là nhiều, cho nên giảm giá rất là nhiều nha. Thế thì 2 ký 15.000, mùng tơi 10.000 một ký, cải xanh 10.000 một ký, cây ngọt 2 ký 15.000, rau cải non 10.000 một ký. Rau củ quả chợ lẻ thường họ hay tắt nước theo mưa, họ mừng cái cớ ngày Tết khan hiếm hàng rồi họ nên giá lên gấp nhiều lần so với chợ sỉ á. Nhưng mà chợ sỉ á ngày Tết thì càng rẻ hơn, tại vì rau củ quả về chợ nhiều á, mà khu này là thành phố thì khu này công nhân với lại
dân lao động nhập cư họ về quê hết, nó lên cái nhu cầu sử dụng rất là thấp, cho nên là giá rau củ quả thì về nhiều, cho nên giá rất là rẻ. Salad cây Đà Lạt 17.000 một ký, salad búp 10.000 một ký, cốc cà thảo 19.000 một ký, cốc sú 8.000 một ký, củ nghệ 25.000 một ký, củ hiền 15.000 một ký, củ rừng 35.000 một ký. Củ cây trắng ở đây có mưa có 5.000 một ký, cốc cà thảo ở đây họ bán có 8.000 một ký luôn ha. Rau củ quả hôm nay rất là rẻ, rất là nhiều loại giảm giá. Khoai tây 12.000 ký, bắp Mỹ 3 trái 10.000 luôn. Có một cái loại củ cải trắng 25.000 một bịch, bịch đó chắc 5 ký quá. Cải muối chua 8.000 một ký. Cà chua 5.000 một ký tới 10.000 một ký. 4 kg củ quả có 10.000. Cà chua 10.000, 5.000 đủ thứ, rất là rẻ luôn. Cà tím 8.000 một ký, rau muống 10.000 một ký. Cà ngọt chỗ này bán có 5.000 một ký luôn. Đây rau củ quả rất là rẻ luôn. Ở đây xà lách cây 15.000 một ký, củ hành 35.000 ký, củ hành tím ha, củ tỏi 40.000 một ký, cà chua 8.000 một ký, là cái loại cá rất là bự và ngon nha. Làm ơn làm quân giúp đỡ cho anh trên dài được đi. Nấm gà Gia Lạt 40.000 một ký, cà tím 2 ký 15.000, nấm tuyết 12.000 một bọc, nấm kim châm 5.000 một bọc, hạt dẻ bát 50.000 một ký, nấm đông cô 25.000 một bọc, nấm gà nhỏ 45.000 một ký. Su su 2 ký 15.000, cà tím 2 ký 15.000, củ quả 3 ký 10.000 luôn, rất là rẻ luôn. Đó. Su 7.000 bó ký lô, lù bí đỏ 35.000 một ký, củ cải trắng 25.000 một bịch 10 ký luôn. Qua 5.000 một ký, phải mua 20.000 một ký. Khoai sọ sắp vàng 25.000 một ký, khoai môn cao 25.000 một ký, khoai tây 15.000 ký, rau má nhỏ 17.000 một ký, rau má khô 22.000 một ký. 17.000 là có nước á, khô là không có nước ha, nó nhẹ tí nè. Chị qua 5.000 một ký, đã bắt 13.000 một ký, cho nó sôi 10.000 một ký, lắc cơm 7.000 một ký.
ngàn ký đậu rồi đó. Cà chua có 5.000 ký luôn, rẻ. Khoai lang giờ có 22.000 một ký, khoai tây 15.000 một ký. Khoai môn cao 30.000 một ký. Khoai tây 13.000 một ký nè. Nó có giảm 15.000 một ký. Cũng là 20.000 một ký, có gần 27.000 một ký. Rau nhút có 12.000 một ký, rau muống 10.000 một ký. Chú ơi. Hẹ 5.000 một bó, khoảng nửa ký. Hành 8.000 một bó ký lô á, mua 3 bó thì 20.000 á, mua càng nhiều càng rẻ. Bông súng 10.000 một ký, giá 2 ký 15.000. Cúng cây ở đây họ bán có 10.000, cần nước 13.000. Một bó hành ký lô có 5.000 ký. Hủ lụi á 20.000 một ký. Hủ tây 13.000 một ký. Hủ quế 15.000 một ký. Bắp sú có 7.000 một ký. Củ tỏi 40.000, củ hành 30.000 một ký, củ rừng 15.000 một ký, rất là nhiều loại luôn. Hôm nay rau củ quả về chợ rất là nhiều nhưng mà giá thì hạ rất là nhanh luôn nha. Ở đây thì quý vị phải mua 1 ký trở lên họ mới bán nha, họ không có bán dưới 1 ký nha, và 1 ký trở lên sẽ được tính giá sỉ nha. Giá sỉ ở đây thì rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều luôn. Những quý vị nào khi xem video mà chưa đăng ký kênh á, thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ video của Phương lên mạng xã hội á, để ủng hộ Phương, để ủng hộ cộng đồng, để Phương có động lực á. Phương sẽ thường xuyên đi quay video ở đây và Phương sẽ chia sẻ giá trái cây rau củ quả ở đây để quý vị biết giá nha. Đây là khu vực chuyên bán sỉ rau củ quả cho các tiểu thương mua bán nhỏ lẻ á, từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Buổi chiều họ nghỉ họ không có bán nha. Củ quả Huế là 40.000 một ký. Củ gì Nha Trang á 27.000 một ký. Củ sẹo thì hôm nay vẫn giữ được cái giá nó khá là ổn định ha. Nó khoảng từ 35 tới 48.000 một ký thì theo loại nha. Có loại ngon nhất là 48.000. Có cái loại ngon hơn là củ sẹo trắng á là 55.000 nha. Cải ngọt 5.000 một ký á, mình coi 2 ký 15.000, heo dền 10.000 một ký á, và thì đây bà con 5.000 một ký luôn ha. Cải con 10.000 một ký, su su từ 7 tới 10.000 một ký thì theo loại, heo dăm 10.000 một ký, húng cây á 15.000 một ký, húng quế 15.000 một ký. Lấm rơm á 60.000 một ký á. Nấm đùi gà 40.000 một ký. Nấm tuyết 10.000. Mướp 13.000 một ký, bầu 10.000 một ký, bí xanh 10.000 một ký, đồ bắp 10.000 một ký. Hôm qua đây bán 5.000, là tím 5.000. 5.000 thì chưa phải là giá rẻ nhất ở trên nào. Đầu chợ họ bán 10.000 3 ký luôn. Có chỗ bán 3.000 một ký luôn. Hôm qua trên đầu chợ anh kia nó bán 3.000 ký. Đâu rồi á?
10.000 ba ký sắp ra ngoài đường, nó la rần rần rần. À, bí bắc 2 ký 15.000, bí xanh á, cà tím 2 ký 15.000, mướp 12.000 một ký, dưa leo 15.000 một ký. À, phở quà thì rẻ, chỗ nào cũng bán 5.000 ha, có chỗ bán 3.000 luôn. Rau bắp 10.000 một ký, ớt chuông 15.000 một ký, rất là rẻ luôn. Ở đây là trong nhà lồng nha, trong ký ốt các sạp ở trong chợ nè, họ bán gất nè, gất thì bán rất là nhiều ha. Tôm 6.000 một trái, ở chỗ có loại 12.000 một trái, có loại 20.000 một trái, có loại 18.000 một trái, thì có loại rất là nhiều loại luôn ha. À, có loại 5.000, 8.000 đủ thứ ha, rất là nhiều. Đây là khu vực chim bán thơm á. À, mấy cái vườn thơm này rất là lớn luôn. À, cái này có 5.000 một trái luôn nè, rất là rẻ luôn. Video này Phương quay vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi kênh Phương Vlog 79 trong suốt thời gian qua. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo. 8.000, 5.000.